Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cả nước đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ngay sau khi hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hoàn thành chương trình làm việc, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thông tin kết quả hội nghị đến với đội ngũ cán bộ chủ chốt. Theo đó, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, hội nghị cũng thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác như kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn kiện của Hội nghị Trung 6 khóa 13, các cái nội dung và các cái nhiệm vụ tới đây chúng ta cần phải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Các cái nghị quyết cũng rất là quan trọng và rất lớn đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thông qua. Một nội dung quan trọng được Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đặc biệt quan tâm, đó chính là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh những kết quả, thành tựu quan trọng đã đạt được, vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém. Do vậy, trên cơ sở tổng kết 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, Hội nghị Trung ương lần này đã nhất trí cao, ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội phải đảm bảo giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo cầm quyền của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Để tiếp tục đổi mới thành công phương thức lãnh đạo của Đảng, phải chủ động tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm, vừa tổng kết rút kinh nghiệm. Vấn đề nào đã rõ thì kiên quyết đổi mới, cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để quá chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phải kế thừa phát huy những thành tựu, những kết quả, những kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành, của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị xã hội. Kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên, trí thức và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Những kết luận, nghị quyết của hội nghị không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị to lớn của Đảng ta trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống tiêu cực, mà còn là cơ sở để nước ta đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các tiềm lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.